xin chào tất cả các chị em ở à, mỗi ngày ba câu để chúng ta thi học quốc tịch à, vâng hôm nay chúng ta sẽ lại học tiếp 3 câu tiếp theo à, rồi trước bữa trước thì Huyền có à, cùng chia sẻ với các chị em về ba câu đó là thứ nhất là hỏi về đi khai sinh cho bé này Trung Minh Center này thứ hai đó là chúng ta đi um, hát quốc ca là bài gì ạ? À? E quốc ca đúng không à? Và thứ ba đó là hỏi về ngày ngày mùng 15 tháng 8 năm 45 là ngày gì ạ à? ngày độc lập đó là ngày bệnh là gọi là ngày gì khoáng búc chờ đúng không ạ à? và vào hôm nay chúng ta lại đi học tiếp 3 câu nhé vòng ba câu tiếp theo của ngày hôm nay đó chính là um, câu thứ 4 đẹp xa bờ hoa rắnê tô nừ in chè nhắng xong sốc cung bộ đọc lại nhé Hoa năng chế độ nâng, in chế dạng sông, sọc cung ám, phù quốc xã, thả bụt thạp tưng, thả bụt thạp tưng ý, ờ nư là ra ý xứ mì Vâng, quốc gia nào có chế độ hoa nang bồi dưỡng nhân tài, có các di sản như là phù quốc Sa sọc cung ám, hay là Tháp bồ tháp đúng không ạ có chùa bùn cúc này hay là có đền này Xokun này hay là có tháp thà bồ vâng đúng không ạ đây là nói về quốc gia nào cũng phải quốc gia nào đâu mà chính là những cái nước mà trước đó đó ờ, thời trước chúng ta phải học lịch sử nha những câu này chúng ta phải học lịch sử đúng không ạ vâng đó chính là câu gì vâng đúng rồi đó là nước xin là là đúng không ạ ừ, hoặc là có thể nói là à, xin là làm ta đó, mình có thể là trả lời là như vậy nhé. Vâng, câu số 5. Chú sắc nà nê, chú đô hà nâng trần thông nô rì rô, dò cha tử đi, <laughs> sô nê, sô nâng chạp cổ, chú đơn màn tử rò rò, thổ lơ nô rì nâng hà nâng cờ sừng, mùa xưng nô rì mì cá.

thì câu này có nghĩa là vào dịp trung thu này trò chơi truyền thống mà các thiếu nữ nắm tay nhau sau vào đo đi thằng vòng tròn tạo thành vòng tròn á uh, thì đó đã gọi là trò trò chơi gì à, uh, vâng đó chính là thằng căng xuân lê đúng không chơi vào buổi tối khi mà trăng tròn nó lên thằng căng xuân lê vâng tiếp theo câu số sáu um, trong ba câu ngày hôm nay đó chính là uri nà đào à uri nà đào 인정한 관계에 있는 한반도 주변 네 국가 중 화교 식민지 지배와 독도 문제로 우리 간등이 있는 있지만 경제적 문제적 교류가 활발하는 것은 어느 나라입니까? 어느 나라입니까? chúng ta phải chủ yếu về cái câu hỏi nhé. Ừ, rất là dài đúng không ạ? nhưng tóm lại nó là cái nước nào đúng không ạ? Nguyên sẽ đọc lại một lần nữa. 우리 나라와 인정한 관계에 있는 한반도 주변 네개 국가 중 과거 식민지 지배와 독도 문제로 우리나라와 간등이 있지만 경제적, 문화적 교류가 활발하는 것은 어느 나라입니까? 음, Vâng trong những quốc gia có mối quan hệ nhất định với với bán đảo Triều Tiên trong số 4 quốc gia đó, ừ. có một quốc gia mà trong quá khứ từng cai trị đất nước chúng ta qua chế qua chế độ thuộc địa và có tranh chấp về đảo Thục Tô nhưng nhưng vẫn giao lưu về kinh tế văn hóa cách hoạt bát à, đó là quốc gia nào vâng đó quốc gia nào ạ à? vâng đó chính là Inbon đúng không ạ đó chính là inbon mọi người sẽ thấy rằng là ở trong cái bán đảo ấy thì có bốn nước gần đó ừ, ban tô đúng không ạ đó thì là cái bán đảo triều tiên thì có nhật bản nhật bản là cứ nói đến các bạn cứ nghĩ đến là tranh chấp về thục tô ấy thì là chỉ có nhật bản thôi nhé